Hu hu, dạo này tớ mập quá đi mất. Đâu có, tớ thấy cậu vẫn như trước mà. Hôm qua tớ vừa cân lại, lên tận 3 cân rồi. Vậy nơ sinh đi tập thể dục đi, vừa có thể giảm cân, vừa có thể rèn luyện sức khỏe nữa. Được đấy, chiều nay chúng mình ra công viên tập luôn đi. Nghe hay thế, cho tớ đi cùng với. Vậy chiều hẹn các cậu ở công viên gần trường nhé. Làm gì bây giờ hả Kính Cận? Chúng mình tập thể dục giống như ở trường à? Ừ, chúng mình sẽ khởi động bằng các bài tập như ở trường trước, rồi sau đó sẽ cùng nhau chạy bộ. Bình thường tớ hay cùng bố chạy một vòng hồ nước này. Wow, cậu giỏi thế. Hì hì, có gì đâu. Thế bây giờ chúng mình khởi động nhé. Để tớ hô cho. 1, 2, 3, 4. Phù, khởi động xong rồi. Bây giờ chạy thôi nhỉ? Các cậu cứ chạy đều đều. Nếu mệt quá thì có thể dừng lại đi bộ một lúc. Chạy xong nhớ tập trung ở chỗ này nhé. Chạy nào, kiểu gì tớ cũng về đích đầu tiên. Nó sinh mệt rồi à? Bo cứ kệ tớ đi, tớ đi bộ nghỉ một lát. Vậy tớ chạy trước nhé. Mệt quá đi mất. Lần sau mình chẳng thèm đi tập nữa đâu. Ơ, nơ sinh đâu rồi? Học học, nơ sinh vẫn đang chạy phía sau. Ha ha, bo mệt lắm à. Vừa hít sâu thở đều vừa đi lại đi. Xong rồi ra ghế đá đằng kia ngồi nghỉ. Thầy, mệt chết mất. Bo sao đấy? Ôi. Hi hi, làm sao mà phải giật mình thế? Bo vừa đi đâu về à? Tớ vừa đi tập thể dục về. Lần sau tớ chẳng thèm đi nữa đâu. Tập thể dục tốt cho sức khỏe mà nhỉ? Sao Bo lại không đi nữa? Xì, tớ đang bị đau hết cả chân đây này. Với cả lúc chạy, tớ thấy tim đập nhanh lắm, làm tớ hơi tức ngực. Hi hi, nếu như Bo kiên trì tập luyện mỗi ngày thì sẽ không cảm thấy như vậy nữa đâu. Ngược lại tim cậu sẽ khỏe hơn nhiều đấy. Sao lại thế? Bo xem đây. Trong trạng thái không hoạt động, tim của chúng ta sẽ đập khoảng 70 đến 80 nhịp một phút. Khi chúng ta hoạt động, nhịp tim của chúng ta sẽ tăng lên khoảng 100 đến 120 nhịp một phút. Còn đối với những người hoạt động với cường độ cao như các vận động viên, nhịp tim của họ sẽ tăng lên tận khoảng 200 nhịp tim một phút cơ. Tận 200 nhịp cơ á? Tớ tưởng tim đập nhanh như thế là nguy hiểm lắm. Hi hi, đối với vận động viên thì chỉ là bình thường thôi nhé. Vì với họ, tập luyện mỗi ngày trong một thời gian dài nên thành tim của họ cũng dày hơn người bình thường. Thế nên dù tim có đập nhanh đến đâu, các vận động viên vẫn không thấy khó thở hoặc tức ngực đâu. Hóa ra là vậy. Thảo nào tớ mới chạy một tí đã thấy tức hết cả ngực rồi. Thế nào, thấy tập thể dục có tĩnh không? Cũng có, cơ mà mệt lắm. Sao Kính Cận chạy giỏi thế nhỉ? Lúc về tới đích là tớ đã thấy hai chân bùn rùn hết cả. Chân cậu bùn rùn một phần cũng liên quan đến tim đấy. Hả? Chân mà cũng liên quan đến tim nữa à? Chứ sao? Trái tim làm nhiệm vụ bơm máu đi nuôi cả cơ thể mà. Chân cậu như thế là do tim cậu yếu, không cung cấp đủ máu đến chân đó. Máu được bơm ra từ tim sẽ thông qua động mạch để đi đến các cơ quan trong cơ thể. Nếu như là một trái tim yếu, lượng máu được bơm đi sẽ không tới được những cơ quan cách xa nó. Ngược lại, những trái tim khỏe mạnh, có thành tim dày, lượng máu được bơm đi sẽ đi đến đều khắp cơ thể. Chính vì vậy, những ai tập thể dục hàng ngày thường có nhịp tim khoảng 60 nhịp một phút thôi nhé. Nhờ đó mà tim của chúng ta được nghỉ ngơi khoảng 10 lần một phút, tức 600 lần một giờ đấy. Trong máu có oxy và các chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng các tế bào. Vì thế, chỉ cần trái tim khỏe mạnh là cả cơ thể của Bo cũng linh hoạt luôn. Wow, tớ không ngờ tập thể dục có nhiều lợi ích như thế. Hi hi, thế tớ mới khuyên Bo kiên trì rèn luyện. Mỗi ngày vận động khoảng 1 tiếng là cậu sẽ thấy sức khỏe cải thiện nhiều. Vậy mai chắc tớ lại rủ nơ sinh với Kính Cận tập thể dục tiếp thôi. Phải kiên trì mới có kết quả tốt chứ.